cái kế hoạch mà mua cái cổ phiếu DIG của mình. Thì khi mà ngày mai ngày 10 tháng 7 khi mà thị trường chung có tín hiệu tăng thì mình sẽ mua cái con DIG này với cái kế hoạch là mua từ xem xét như từ cái giá ở khoảng 20.3 cho tới 20.9 thì mình sẽ mua 50%. Khi mà vượt cái vùng giá 23 mình sẽ mua 50% nữa. Mua với cái giá mục tiêu ngắn hạn của mình là dùng giá 25-26. Mục tiêu mà dài hạn của mình là dùng giá 40 cho tới dùng giá 80. Tiêu dài hạn của mình. Và khi cái quản trị cái rủi ro á, thì mình sẽ cắt lỗ khi cái cổ phiếu này giảm xuống cái xuống dưới cái giá 19.3 là mình sẽ cắt lỗ 50%. Khi giảm xuống qua cái 18.7 mình sẽ bán hết. Và cái kế hoạch đầu tư của mình thì như sau ha. Cái cổ phiếu DIG mình mua canh mua từ cái giá 20.3 cho tới cái giá 20.9 thì mua 50%. Khi mà DG vượt cái giá 23 mình sẽ mua thêm 50% nữa là mua hết ha, trăm. Với cái mục tiêu ngắn hạn của mình là từ giá 25 cho tới giá 26. Với mục tiêu ngắn hạn này mình sẽ lãi từ khoảng 23 đến 28%, tương ứng với mình đầu tư 10 triệu thì được lãi từ 2,3 triệu cho tới 2,8 triệu. Mục tiêu dài hạn của mình là giá 40 cho tới giá 80. Khi mà giá 40 này thì khi đó thì cái mức lợi nhuận nó đã gần được 100% rồi, thì cái giai đoạn đó thì mình có thể xem xét mình bán 50% và 50% còn lại mình sẽ để tiếp tục theo dõi, tiếp tục để đầu tư đến cái vùng giá 80. Và mình có thể xem xét khi mà để sau nếu mà tín hiệu tốt thì mình vẫn còn đầu tư tiếp. Còn cái để quản trị rủi ro thì mình khi mà dùng giá mà DG nó giảm xuống dưới cái 19.3 mình sẽ bán 50%. Và khi mà nó giảm xuống cái giá mà 18.7 thì mình sẽ bán hết để quản trị cái rủi ro. Thì đây là cái kế hoạch của mình. Nhưng mà trong cái phiên á, thì các bạn trong cái phiên giao dịch ngày mai á, hoặc là ngày mốt thì các bạn phải cần xem xét các tín hiệu của thị trường chung, xem xét các tín hiệu của VN Index ha, xem các tín hiệu của đó và cái tín hiệu của từng cái nhóm ngành, nhất là nhóm ngành bất động sản. Và cái cổ phiếu DG này mình sẽ linh hoạt chọn cái điểm mua và điểm bán cho phù hợp. Chứ đây là cái kế hoạch tổng thể mình đưa ra thôi. Đó. Còn tất cả các cái cách mua bán của mình, cái nhận định của mình ở đây là cái quan điểm của cá nhân mình không khuyến nghị mua bán. Thì nhà đầu tư thì chỉ xem tham khảo và tự chịu trách nhiệm khi quyết định đầu tư. Thì mình thì luôn chúc các bạn đầu tư hiệu quả và thành công. Nếu các bạn có ý định đầu tư thì mình có thể hỗ trợ các bạn mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán VPS với ID của mình là BCE với số 0. Mình hỗ trợ các bạn mua bán cổ phiếu, hỗ trợ các bạn chọn cái danh mục phù hợp trong từng giai đoạn, hỗ trợ các bạn các vấn đề khác trong cái quá trình đầu tư. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem.